Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta nắm rõ được những diễn biến quan trọng trong sự nghiệp cũng như là trong tình duyên của mình. Không những thế, qua việc xem tử vi cho tuổi Bính Dần trong tháng 7 này sẽ giúp bạn biết được vận hạn của mình về tất cả các phương diện trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986, trong năm nay, quý vị cũng sẽ biết được sao hạn của năm để từ đó đưa ra những phương pháp hóa giải giúp quý vị gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 chúng ta có được tài lộc, công danh, sự nghiệp như là mình mong muốn. Trong phần luận giải về tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 ngày hôm nay, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về bức tranh toàn cảnh của tất cả quý vị trong tháng 7 âm lịch này. Và cũng qua đó, thầy cũng chỉ ra những cách hóa giải về lá số tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Bính Dần. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có mệnh Lô Trung Hỏa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh, ham học hỏi. Những việc họ đã quyết định thì dù thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm được mới thôi. Đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được người cùng chung chí hướng và sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ, nên thời cắp sách đi học, thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp. Họ chính là học trò cưng của các thầy cô, họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể dục. Tháng này tình hình sức khỏe của những người tuổi Dần sinh năm 1986 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc lao động chân tay, tránh để xảy ra các sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Tháng này những gia chủ tuổi Bính Dần nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc sự nghiệp của gia chủ trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến góp ý gợi ý từ người khác. Có những thời điểm gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được ở nửa vời hoặc làm qua loa. Với những người làm công ăn lương, sự mệt mỏi chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bạn như dã tràng xe cát. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng chảnh màng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Trong nửa đầu năm 2022, gia chủ rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép, quy tắc sẵn để có thể ép bản thân đi đúng hướng, nếu không sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu. Năm 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Bính Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi đường tài lộc của gia chủ sinh năm 1986 không quá lý tưởng trong tháng này. Gia chủ thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thực sự cần thiết, ví dụ như mua sắm theo tâm trạng. Việc làm giàu cũng bị cản trở theo nếu như bạn vung tiền quá chán, tài khí khó tụ. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng khi tham gia các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến bạn gặp rủi ro tài chính.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Bính Dần không quá ổn định. Các gia chủ Bính Dần có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước đó, nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Hệ tim mạch của gia chủ không được tốt cho lắm, cần chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Bản mệnh cũng cần phải đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra cần chú trọng trong việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể dục thể thao. Các quý vị gia chủ Bính Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tương xung xuất hiện gây ra những trúc trắc nhất định trên con đường tình duyên của những người tuổi Bính Dần. Đào hoa ảm đạm, tình cảm lứa đôi vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên. Nữ mệnh tuổi Bính Dần, bạn là người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đỉnh có thể dẫn tới ly thân, con cái bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu bản mệnh chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn. Nếu đang ở một mình, bạn ít có cơ hội cải thiện tình cảm, dễ tỏ ra không có thiện chí trong những cuộc hẹn hò được giới thiệu thông qua người khác. Bạn cũng nên cho bản thân mình và người khác cơ hội để chăm sóc bầu bạn bên mình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức là ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Bính Dần, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp thân, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, bính thân, có nạp âm, sơn, hạ hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm, đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải chú ý hết sức và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Hợi, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Hợi, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Hợi, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, dù là khó khăn vất vả đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Và hy vọng rằng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên bấm vào nốt đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.